thời tiết miền Bắc nóng quá các bác ạ và làm thế nào để cho mát bây giờ hôm nay em sẽ đưa tới các bác một dòng bình mà các bác nhà mình đi lao động ở ngoài trời sẽ giúp mát 70 tiếng đồng hồ luôn đấy và với dòng bình này chất lượng của nó ra sao các bác nhà mình hãy theo dõi em đến tận cuối video để biết giá của những dòng bình này nhá đây là em đang đưa tới các bác toàn những dòng bình giữ nhiệt công nghệ USA và em sẽ có 3 lít 6 có từ 1 lít cho tới 3 lít 6 các bác nhé Đấy, và với một cái mẫu bình mới nhất ngày hôm nay thì em đang đưa tới các bác một dáng bình thể thao tuyệt đẹp luôn. Đấy, cái này thì em đang có màu trắng và màu xanh các bác này. Với cái phần lắp ca để cho các bác thì mình uống nước luôn nhé. Con này thì em nói luôn khi các bác thì mình mở bình ra thì bên trong của nó thì sẽ có một cái màng trà như này. Em sẽ bỏ cái màng trà bên trong ra nhé. Đấy, bỏ cái màng trà này ra. Và với riêng con bình này bên trong thì nó là inox 316. Với phần inox dày và con này nó là hàng thể thao cho nên là dáng dấp của nó rất chi là đẹp Có màu xanh và màu trắng Đấy các bác thì mình thả đá trực tiếp vào đây cho em nhé Cái bình này rất chi là hay Các bác thì mình có thể hãm trà, hãm cà phê Đấy và nhất là để nước mát để đi lao động ngoài trời Em cho đá vào đi Đặt xuống đây để cho đá vào trong bình để test thử cho các bác xem Nếu như các bác thì mình muốn test thử bình nhé Đầu tiên các bác thì mình lấy những hòn đá cục như thế này Đấy Các bác bỏ cả vào đây cho em nếu mà các bác để đá cục này em bao cho các bác là nhà mình là hai ngày không tan hết được luôn nhé Hai ngày không thể tan hết được. Đây là bảo hành cho các bác này như vậy. Đấy. Và với con bình này thì nó là con bình dáng thể thao mới có màu trắng và màu xanh. Thể tích của nó đang là 1 lít 3. Con này nó lồi đồng cuối đá này, nhìn lại biết là nó lồi đồng cuối đá rồi. Thế em chia sẻ từ các bác luôn. Để bác nào muốn mua bình đắt hay muốn mua bình rẻ. Nói chung là tiền đi đối với chất lượng các bác nhé. Đấy, em cho đá đầy chưa? Đấy. Khi em đã cho đá đầy vào rồi thì em đặt cái màng trà vào Lắp vào Đấy. Đặt lên trên cao để cho các bác nhà mình nhìn thấy Đặc biệt ngày hôm nay thì em sẽ có những cái mẫu bình cỡ lớn nhá Những cái bình to dành cho các bác Các anh nhà mình đựng nước nóng nóng tới 2 ngày luôn Rồi đã ok nhá Có con bình dáng thể thao này là con cao cấp Và đặc biệt nhất của ngày hôm nay cũng là mẫu mới thì em đang đưa từ các bác với cái giá sẽ là 300.000 đồng trên một bình 1 lít ba các anh nhé đây là màu xanh của nó này tất cả bên trong thì đều có dây đai đeo đấy đẹp và chất như thế này ngoài thời tiết uh, miền bắc thì bác nào mà em uh, ở miền bắc thì các bác sẽ không nhận đúng không như thời tiết ngày hôm nay nóng nóng chảy mỡ luôn nóng vô cùng nếu như đi làm mà không có một cốc nước mát uống thì thật sự là rất chỉ là mất sức và với cái bình này các bác nhà mình sử dụng lâu dài đấy bao nhiêu năm liền lúc nào các bác nhà mình cũng có nước lóng nước lạnh để uống và với cái tác dụng của bình này thì em sẽ chia sẻ cho các bác nhé các bác nhà mình sử dụng mà hãm thuốc lam hãm chè thì các bác nhà mình uh, thuốc lam và chè trong trời uh, thời tiết nóng này các bác nhà mình đi làm chỉ 3 tiếng đồng hồ để vào chai nhựa nó đã thiêu mất rồi nhưng với cái bình này các bác nhà mình để được 3 ngày sang ngày thứ hai hết ngày thứ hai nó vẫn ấm nha các bác nhà. nó vẫn ấm có nghĩa nó sẽ giảm nhiệt độ dần nhưng mà cái bình này các bác nhà mình mới đầu rót nước 100 độ vào nó nóng cả ngày vẫn nóng bỏng luôn để các bác thì mình có thể sử dụng để pha trà để pha cháo pha mì tôm hoặc là để ví dụ các bác thì mình thay thế một chiếc phích để cho nó an toàn thì các bác sử dụng loại to cho em em sẽ có nhiều loại to lắm nhá các bác thì mình đang tham khảo loại nào và sau đó em sẽ chia sẻ cho các bác về cái bình loại một loại hai đây là cái bình to nhất của bên em vừa mới về này bình này là bình 3 lít sáu các bác nhá của hãng KD cái con thể thao này không phải của hãng KD đâu nhá các bác nhá con này không phải của hãng KD đâu đấy và em đưa từ các bác toàn hãng công ty chuẩn thôi nhé riêng bình giữ nhiệt này là cái dòng bình mà để cho các bác nhà mình sử dụng uh, tác dụng tốt trực tiếp vào trong cơ thể mình cho nên là mình phải mua những cái dòng bình cao cấp chất lượng để cho nó đảm bảo an toàn các bác nhé chứ rẻ quá các bác thích mua rẻ quá thì bảo em em lấy cái rẻ quá cho các bác luôn đấy nhưng mà em nghĩ là nếu như em dùng thì em cũng không dùng rẻ quá dùng làm sao nó là phải chất lượng em mở cái bình to này ra cho các bác nhà mình xem về cái bình to này nhá bình to đây các bác này đấy các bác thấy cái lắp ca của nó thì sao? Các bác có thể pha mì tôm, pha cháo luôn vào cái ca này cũng được nếu như phải đi xa. Đấy, còn về bên trong nhá. Em mở cho các bác xem. Về cái này thì nó sẽ không có đai đâu bởi vì nó là ngang với cái fix rồi, không có đai đâu các bác ạ. Các bác nhìn cái phần e lốc của nó này. Đấy, bên trong thì nó sẽ có chữ là 304 SSW nha các bác. Các bác nhìn cái phần e lốc của nó này. Về cái bình này cái tác dụng thì khi các bác nhà mình dùng thì chẳng bao giờ lo nó đổ vỡ cả. Nhưng mà tốt nhất mình cũng đừng để rơi nhiều đừng để rơi nhiều các bác nhé bởi vì cái bình em đang đưa tới các bác là 7 lớp giữ nhiệt cao cấp nếu các bác rơi nhiều nó bị long là nó sẽ kém đấy cho nên là mình cũng phải giữ gìn nhá riêng con bình này nó sẽ có một cái chân ngang các bác ạ nó sẽ có một cái chân ngang như thế này đây cái chân ngang của nó bên dưới này các bác thì mình có thể để để nó đứng dưới đất như thế này này cho nó an toàn mình không phải để làm đâu, mình để đứng này cho nó an toàn đấy và bình 3 đến 6 để báo giá luôn tới các bác là đang là 550.000 sử dụng mãi mãi luôn 550 miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn nhá. 3 lít 6 các bác nhá. Đấy. Và tiếp tục là tới những mẫu bình phổ thông, bình rẻ đây các bác ơi. Rẻ thì ít nữa em sẽ về cũng không rẻ đâu nếu mà sắp nóng rồi mùa đông rồi. Các bác thì mình thích những cái ấm mà pha cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh lửa lít đi. Thì em sẽ về những cái dòng của Mỹ cao cấp hẳn đắt tiền luôn nhá. Các bác có đồng ý không ạ? Nếu các bác nhà mình mà không đồng ý mà muốn mua loại rẻ lại thấp thì, thì, bình luận ở cái video này luôn Để em sẽ lấy theo nhu cầu các bác đặt tại công ty ti về để đưa tới các bác với cái giá thật thấp Bình 150 1 3 lít 3 đâu Đây ạ, 1 3 lít 3 nó có 150 thôi các bác nhé Đây này các bác này, để thấp luôn cho các bác nhìn nhìn Mở lắp ra Tất cả bình nhà em kể cả loại rẻ thì em cũng đưa tới các bác chất lượng luôn nhé Chứ không phải là không đâu Đấy, còn ví dụ ít nữa mà cái bình lửa lít thì Đấy, các bác nhìn cái inox của nó có khác hẳn không ạ Dày như này Bình này là 150 000 đồng cho một bình 1 lít 3 các bác nhé Đấy còn uh, tiếp tục là tới bình 1 uh, lít hàng cao cấp hàng hãng chuẩn là màu trắng và màu xanh, em nó có màu xanh đây. Màu xanh, này. màu trắng. Này. Xem màu trắng 1 lít đi, mở ra. Cái này lốc của nó các bác nhìn nhá. Đây, cái phần lốc của nó này. Và với những cái dòng bình này thì trên thị trường rất chi là nhiều loại nhưng các bác tìm về em thì em sẽ đưa tới các bác chuẩn và sẽ tư vấn đúng để các bác nhà mình sử dụng một cái bình mà nó tốt cho sức khỏe khi các bác sử dụng nhé cái bình KD này một lít em đang đưa tới các bác là 250 miễn phí ship em có màu trắng và màu xanh như thế này các bác này đấy cái inox của nó các bác nhìn thật như thế này cơ mà có màng trà nhé đấy là hai trăm rưỡi một lít còn ví dụ các bác mà nhìn mình mà sử dụng một lít rưỡi này một lít rưỡi đây nhá có màu trắng và màu xanh cũng như vậy và giá của nó đang là hai trăm tám đấy và các bác nếu mình đang muốn xem loại uh, cao cấp dáng thể thao của KD nữa thì đây là một cái bình mà em bán mà phải gọi là 100 bác thì đến 99 bác khen nhé. Nói chung là nó phải xuất sắc trong quá trình sản xuất thì nó không may nó cũng có một cái có nghĩa là nó chưa hoàn chỉnh. Thì em đã bảo hành cho các bác nhà mình sử dụng trong vòng một tuần rồi. Giữ tem, giữ mát, không chảy vậy gì để em bảo hành cho các bác nhé. Đấy, các bác nhìn xem inox của nó này. Con này sẽ có dây đai. Con này nó quá dày luôn và chất lượng phải gọi là vô cùng con này. Nước các bác rót nước sôi vào nó bỏng từ sáng đến tối luôn, bỏng dẫy luôn nhé. Riêng về con này luôn. Đấy, còn các bác thì mình để nước mát thì cứ 70 tiếng cho em thoải mái về nước dòng bình này nó có rất nhiều hãng và nhiều mỗi một hãng thì nó sẽ có những cái công đoạn sản xuất và có những cái thành phần khi sử dụng thì các bác nhà mình phải chọn một cái loại là mà đảm bảo thương hiệu về chất lượng nhé bình uh, này là bình một lít rưỡi hàng thể thao em nó có màu xanh và màu trắng cái này đang là 330 một chiếc nút của nó là nút ấn nha các bác nhé cho các bác xem cái màu xanh cái là em có cả ấm pha trà các bác ạ ấm pha trà màu xanh đây đấy đẹp vô cùng luôn màu xanh là màu hot trang luôn các bác ạ đấy cũng như vậy luôn nhé ba trăm ba còn bình 2 lít của hãng đây các bác này các bác nhìn của hãng nhé từ tên tuổi nó sắc nét và cái biểu tượng của công nghệ mỹ nó là cái cái vương miệng này này các bác này đấy tất cả những cái hàng em đưa tới các bác là chữ nó phải sắc nét như này kể cả là hơi mờ một chút thì các bác thì mình đã mua về hàng kém chất lượng rồi các bác nhé đấy cho nên là khi mà đặt hàng em tới nơi nhận hàng kiểm tra hàng thật cẩn thận trước khi trả tiền đấy và em bao cho các bác nhà mình là cứ để đá ví dụ lên như đá nó tan ra nó còn mát ấy, còn được 3 ngày luôn nếu mà cứ mát 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 ấy, thì được 3 ngày đấy hai lít nhá em có cả hai lít rưỡi là phía phía trong này các bác này đều có màu trắng màu xanh là những cái màu đẹp nhất là hai lít rưỡi nhá và giá thì cực kỳ là rẻ giá của nó chỉ sàn sàn như nhau thôi đấy nó cũng không nhỉnh hơn bao nhiêu đâu đấy giá của nó sàn sàn các bác nhà mình để um, nước nóng để nước lạnh hoặc là mang nước đi công trường đi làm công nhân, đi làm cán bộ. Và nhất là các em học sinh thì đây là một cái mũ bình mà em đang đưa tới các em học sinh sinh nhiều nhất đây này. Đấy, bao chất luôn em có có ấm pha trà nhé, bác nào đang cần ấm pha trà. Cái ấm này pha trà, pha cà phê, các bác lúc nào cũng có một ấm trà, ấm cà phê nóng cả ngày luôn. 230 một cái. Em miễn phí ship. Đấy còn bác nào mà đang cần áo quạt điều hòa thì đây nhá, áo quạt điều hòa để em giảm giá 200 một chiếc các bác nhá. Sensi 1 triệu mốt em giảm giá còn 900. ra ban quạt Nhật 1 triệu em giảm giá còn 700 là bộ cánh đỏ này là 700 này gồm một áo áo này quạt và pin đấy cái này cũng gồm áo quạt pin áo quạt thì các bác cứ chọn màu nào chọn em đang sale giảm giá kịch sàn nhá đấy và lắng nóng thế này thật sự em thấy cái này cần thiết quá các bác ạ các bác hãy liên hệ ngay trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video và đừng quên nhấn đăng ký kênh của em để xem được rất nhiều những cái dụng cụ hay những cái dụng cụ chất lượng và tiến tới em còn về thêm nhiều những cái mẫu mới nữa để các bác nhà mình được lựa chọn nhé rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi nhớ like chuông đăng ký kênh để xem được thật nhiều những cái sản phẩm hay các bác nhé